Xin phép là em quay đúng không? Anh vừa bảo em đi, anh nhập đúng cái lỗi là đỗ xe sai quy định cho em nhé. Anh nhập cho em. Anh nhập. Ok. Giấy tờ em đầy đủ. Đúng ra là em không sai, nó phải xuất trình thôi, nhưng mà đây là em vẫn tuân theo, nghĩa là để tạo cái thiện chí anh em ấy, bằng lái xe này. Đăng ký đăng kiểm bảo hiểm trách nhiệm đăng kiểm đây. Chủ xe. Ok. Bảo hiểm này. Giấy tờ xe đây anh. Còn đây là chứng minh thư với cả giấy khai sinh em, thì các anh thì chắc là không cần đến cái đấy. Cách lề đường này không quá 25 cm, cả bánh trước bánh sau. Đây là đường số 4. Đây là phố gì anh nhỉ? Duy Tân rồi, ok. Trước cửa ngân hàng Vietcombank Duy Tân. Anh em mình làm việc trên tinh thần là thiện chí thôi, em không gây khó khăn hoặc là không gây hấn gì cả. Như đây anh em mình đang tranh luận về luật, ai sai người chịu. Và các anh Tuấn Dương dừng xe em và kiểm tra giấy tờ và bảo thông báo lỗi em là dừng đỗ sai quy định. Và em cũng nói luôn, thôi vợ anh để em nói đó. Thôi không dừng xe anh nhé. Dạ. Anh đỗ anh, xe quay rồi. Anh em tôi đang xử lý các xe vi phạm khác, anh đỗ xe này để thách thức. Bởi vì là không phải thách thức, chúng ta đều dựa thượng tôn pháp luật. Không ai có thể ngồi xổm trên pháp luật, trên quy chuẩn 41 mà Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ đã ban hành. Đấy. Thì các anh cứ làm thôi. Em cũng rất là ủng hộ. Giấy tờ em đủ đúng không anh? Ok. Đây là đường Duy Tân nhá. Đường này đường 2 chiều. Đường 2 chiều theo quy chuẩn nút mới là bây giờ là theo hướng mình di chuyển có từ 2 làn đường trở lên thì tất cả các biển báo phải có ở trên cầu Tuần Vương hoặc Giá Long Môn. Đấy. Hoặc là trường hợp không thể cắm được thì phải cắm sang bên trái chiều đi, nghĩa là cả hai bên đều có. Hai bên có đây đằng kia đầu đường đây chỉ có một cái biển cấm dừng cấm đỗ. Thì cái biển này là vô hình dung, là vô tác dụng, nó chỉ là một cái tấm bơn cho trẻ con nó chơi thôi, trẻ con nó cắm nghịch. Các anh lập biên bản thì các anh cứ lập thôi, hay mấy anh em mình làm việc trên tình thiện chí em không thách thức đấy, các anh lập thì cứ lập cho em. Anh em mình sai ai sai người chịu. Và trong cái thời gian mà bằng của em mới bị giữ ấy, đấy mà em không đi làm được hoặc là em như thế nào đấy không thể di chuyển được ấy, thì ai sai người chịu. Bởi vì bên em kiện cáo khiếu nại nó thật sự là rất là nhiều rồi, không phải bởi bọn em là cũng chỉ là đi để làm sao cho đúng rồi, chấp hành giao thông an toàn. Đấy, và bọn em không đỗ gây ách tắc giao thông, còn cái cả cái đoạn đường mà không cấm dừng cấm đỗ mà gây tắc ách tắc giao thông, bọn em vẫn cứ sẵn sàng bọn em đi. Ý thức bọn em rất là cao. Đấy. Rồi ok anh. Anh nghe nói chuyện em được chưa? Vâng, ok anh cứ nói đi. Thôi anh em mình nói chuyện vô tư mà không. Anh cứ nói đi gấp tắt. Anh quay em quay thoải mái đấy, em sử dụng hình ảnh chuẩn. À, sử dụng hình ảnh là bây giờ cho điều lệnh công an nhân dân là bây giờ được phép mà. Để quy chuẩn 41 này. Thông tư 01 và nghị 46 này. Em nói thật với anh em chả khoe thế, em có hàng trăm bộ cái bộ logo phát hành bộ luật cơ. Điều 3 này, em chưa cần dở. Điều 3 khoản 1 thông tư 01 ban hành ngày 1/1/2016 quy định là khi làm việc với nhân dân tiếp xúc như nào. Đấy. Và các đồng chí phải có cái trách nhiệm tuyên truyền. Nhiệm vụ và trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân chứ không phải là tuyên truyền sai. Đây này, sở sách luôn này, nói có sách mang chứng này. Lại khoản 4 điều 4 này, thông tư 01 hướng dẫn tuyên truyền cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ. Đấy. Quanh lập biên bản đây không có mất thời gian, em chuẩn bị đi về ngân hàng người ta đóng cửa rồi. Anh em mình đây là chỉ tranh luận về luật thôi, không ai thống nhất được thì cứ lập thôi. Anh em mình trên tinh thần là cứ vô tư thôi. Đây là anh em mình cứ kiểu như là một vô hình dung là buổi tranh luận về luật mà ai sai người chịu. Cái biên bản của anh đã không đúng so với mẫu của luật xử lý vi phạm hành chính này. Em nhìn qua biết.
nguyên cái khoản này khiếu nại đã đủ sai rồi chứ. Rồi và các anh cũng chưa thực hiện đúng cái điều lệ của công an nhân dân đâu. Luật công an nhân dân là tiếp xúc với nhân dân chào anh, nhưng mà thôi. Anh vâng, em tên là Lý Tuấn Anh. Dạ. Rồi ok. Chào anh nhá. Rồi ok. Chào muộn. Anh Trần Đăng An à? Ok. Anh là các anh là thuộc công an phường hay là công an quận anh như nào nhỉ? Nguyễn Tuấn Dương 664531. Rồi ok. Chỉ đọc một người này ra. Anh đội trưởng không? Trung úy, thượng úy à? Mẫu biên bản sai. Không đúng với so với cái mẫu biên bản trong luật xử lý vi phạm hành chính. Các anh có cần em nhắc không? Cho mọi người nhìn lại nhá. Đường có hai làn đường nhá. Đây là Duy Tân này. Đường theo di chuyển này có hai làn đường này. Đấy mọi người nhìn chưa? Để sau rút kinh nghiệm này. Tôi lấy xe của tôi ra làm gương cho mọi người xem cái này này. Theo quy chuẩn mốt mới là đường có hai làn đường đấy. Đường theo hướng di chuyển có hai làn đường thì tất cả biển báo phải có treo được treo trên giá Long Môn hoặc cột Tần Vương, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà không đủ điều kiện để treo thì có thể đặt sang bên trái chiều đi, nghĩa là hai bên phải có hai biển. Bởi vì lý luận như này, bây giờ tôi đang đi làn trong cùng này đúng không, cái làn này, thế bây giờ có một cái con xe buýt này nó đi đằng này, thế tôi vượt lên tôi không nhìn thấy biển cấm đường tốt, xong rồi tôi tấp vào đây, thế thì bây giờ tôi có đi qua biển đâu mà tôi phải chịu tác dụng của biển. Quy chuẩn vẫn nó sửa đổi thế là đúng. Kẻ qua ngã ba ngã tư. À công an quận à? Công an quận phải giấu có giấy. Thực ra kể cả như này nó đấy là thiếu theo luật thôi, chứ còn nếu mà có ý thức tham gia giao thông, nếu mà gây ách tắc là bọn em đi luôn, kể cả không có biển, nữa không có biển cấm thì vẫn đỗ bọn đi. Như đây đường thông hè thoáng này tạo điều kiện, như bây giờ Hà Nội nó rộng lớn như thế này mà nó có khoảng 7-8 triệu dân, bây giờ có khoảng triệu xe ô tô, bây giờ đấy đâu rồi chỗ đỗ bây giờ. Chứ còn cái tinh thần làm việc của các anh hôm nay đánh giá cao. Sao anh? Nghề nghiệp của em tự do. Ở hiện tại của anh đâu? Ở Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên. Thôn Đăng Kim, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vietcom Anh Duy Tân này. Số 2 Duy Tân này, đây là chắc số 4 đúng không? Đây là số 2 Duy Tân này. Cụ này chưa khiếu nại đã thắng rồi, chưa cần khởi kiện, ra quyết định xử phạt thì lại hay nữa. Mới thì từ năm 2016 rồi anh ạ. Từ năm 2016 rồi. Đúng rồi. Kiến thức nó là vô tận anh ạ. Ai biết đâu thì là thực hiện đến đấy, chứ không kể thể hiện hoặc là mình biết là mình sai, mình cố tình vi phạm được. Đấy. Nhưng mà có thể linh động. Ngoài luật ra còn lý cơ mà. Ngoài tình ra còn lý. Ngoài lý ra còn tình. Không, nếu mà anh đỗ trên vỉa hè này anh sai, em ủng hộ các anh lập biên bản luôn. Đỗ như thế này thì người đi bộ người ta đi vào đâu? Người ta di chuyển bằng cách gì? Còn nếu mà đỗ ra dưới lòng đường này thì biển kia nó chỉ là cái tấm tôn cho trẻ con nó chơi, không có tác dụng.
Ngoài Hà Nội này 99% các biển là sai hết, kể cả biển P103A ấy, các cái biển cấm ô tô em đâm vào hết. Quận công an quận Thanh Xuân còn thua rồi. Phân làn đường thì lại càng sai. Đã này lộng hành sau mệnh lệnh 02 ở bên giải phóng thì bắt cả làn đường ấy. Làn đường thì có phải chuẩn biển đâu. Ngoài Hà Nội này, ngoài đường BRT ra chả có chỗ nào làn đường đúng quy định cả. Biển sai, vạch sai, làn đường sai. B2 anh viết là rõ nha anh nhá. Anh viết thấy thành đọc là A2. Kia xe đây này, xe này. Đây. Đây. Đấy. Sao lại bắt thế người đi bộ đi vào đâu? Đây. Kìa, vi phạm tràn lan kìa. Kìa, nếu bắt này á, bắt cả Tết không hết rồi. Mười lăm tháng tám này mùng mấy nhỉ, các anh xem vào rơi ngày chủ nhật đấy. Ok, em đã theo dõi hết rồi. Anh em viết như thế là đầy đủ. Rồi em đọc rồi. Em cái này em thuộc lòng theo mẫu em biết. Đây này mời anh ký đây. Ok. Ký rõ tên. Rồi, cái này em biết mà. Đây anh ghi ở đây. Đúng lỗi vi phạm. Ý kiến như này à? Tôi không trình bày. Cái anh nói thế anh thành mớm cung rồi. Em sẽ ý kiến của người vi phạm. Em ý kiến như nào là việc của em, sao anh đọc cho em? Tôi không đồng ý. Ôi rồi ôi, này thế thì anh về anh học lại cái luật xử lý vi phạm hành chính đi. Đây là cái phần là ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm. Thế bây giờ anh hãy đọc cho em, thì thành mớm cung ạ. Em ghi gì là ghi của em rồi. Tôi không đồng ý. Anh về anh học lại cái này. Bây giờ anh ghi là tôi không đồng ý đúng không? Đúng rồi. Đây anh ghi rồi. Chứ còn anh em ghi nào việc của em, anh thì đọc cho em. Tôi không đồng ý với lỗi vi phạm trên. Vâng. Vi phạm trên. Ok. Anh ký bên cạnh nhé. Anh. Đấy tờ em đâu anh à? Rồi, ok. Vụ này chưa khiếu nại đã thắng luôn, tự tin luôn.